Xin chào các bạn, lại tiếp tục nữa. Đây là ba chiếc xe này thì gồm có hai chiếc xe Vision và một chiếc xe Winnie nha các bạn. Chiếc xe Winnie V3 thì nói chung thì V3 thì mình đã làm rất là nhiều xe rồi, và đặc biệt hôm nay thì mình xin nói đến hôm nay thì có ba người bạn, đó là ba chị gái rất là dễ thương luôn ha. Đến đây thì hai chị chạy chiếc xe Vision và một chị chạy chiếc xe Winnie V3 nha, rất là đẳng cấp luôn đó các bạn đã thấy ha, ba chị ha. Đó, ở Long An lên luôn, ba chị này ở trên Long An lên luôn các bạn. Và chiếc xe Winnie V3 này đã làm lên là led Audi chữ Y, và cái lỗ hốc gió thì cái lỗ kèn các bạn thì mình đã giờ cái còi xuống, giờ cái kèn xuống dưới phía dưới và lắp led Audi trên đó, đờn bi trên đó luôn. Và led Audi chữ Y này rất là đẹp luôn các bạn, ở ngoài rất là sắc sảo và đẹp luôn đó. Và ở phía dưới thì có thêm một đôi trợ sáng để dành để đi đường đó các bạn. Đó, đôi trợ sáng phía dưới nè, đây là đôi trợ sáng Kenzo X100 V2 đó. Ok, siêu đẳng cấp luôn các bạn nha. Ok, bộ này có tính năng là vô số đổi màu các bạn. Ok, bây giờ em vô số giùm anh luôn, hiện tại nổ máy là anh luôn đó. Quá đặc biệt luôn các bạn ơi, chiếc xe của chị này thì quá quá đặc biệt, quá đỉnh nè. Đó, đó các bạn thấy không, vô số nè các bạn. Rồi nữa luôn. Ở ngoài các bạn sẽ thấy nó rất là nổi luôn, rất là đẳng cấp luôn các bạn. Rồi ok, đó, bắt xin ở phía dưới mình luôn. Đó các bạn thấy không, mở đèn luôn em, mở đèn đây các bạn. Đôi trợ sáng này nó sẽ giúp mình là đi rất là lịch sự, không gây chói mắt người đi ngược lại luôn các bạn nha. Đó, rồi mở pha luôn em, pha này các bạn. Đó, mở đèn chiếu sáng luôn, mở đèn chiếu sáng code luôn đó, code này các bạn. Rồi vaccine luôn. Rồi ok, rồi vô số đổi màu, anh tắt đèn, chắc đèn chiếu sáng mà tắt đèn chiếu sáng luôn. Rồi ok, em cứ để đây đôi trợ sáng đi, đó, vô số nè. Cái màu phía trên là và phía dưới thì mình để cho nó so le nhau, cho nó tạo một cái điểm nhấn nha các bạn. Tạo một cái điểm nhấn nha. Đó, xin nhan luôn em, Đó, xin nhan nè các bạn. Đó, bộ này huyền thoại luôn các bạn. Mình lên làm rất là nhiều xe luôn rồi. Tắt nhan thì qua luôn. Rồi, ok. Bên đây luôn. Rồi. Đôi trợ sáng Kenzo X100 V2 này là code trắng pha vàng nha các bạn. Đó, phía sau thì nó có hai chiếc xe Vision nè, độ nhẹ thôi, bóng T2 đó, bóng T2 và led gù các bạn nha. Chiếc xe này rất là đẹp luôn các bạn, hai xe nè, hai bên là led gù rất là đẹp luôn. Và xin nhanh thì kêu nhanh này, kêu này các bạn đó, thấy chưa, rất là đẹp luôn. Xin nhanh này lắp thêm tính toan cho chị dễ nhớ và tắt xin nhanh nha. Rồi đầy máy lên nè các bạn, bóp đèn máy mình, mở đèn T2 nè các bạn, cái đèn này đèn T2 nè, lắp chân H4 nè, sáng như bi cầu luôn các bạn nha. Đó, ủa phá mà các bạn, phá mở tắt này giờ chưa. Rồi cảm ơn anh em, bạn nào có nhu cầu làm xin liên hệ shop mình, địa chỉ là 235C đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha. Số điện thoại là 0346669686 nha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem hết video nha.